nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em thân mến, toàn thể giáo hội hôm nay mừng lễ Chúa Hiển Linh. Chúa Hiển Linh chính là Chúa tỏ mình ra cho muôn dân để mọi người nhận biết Thiên Chúa là đấng cứu độ toàn thể nhân loại qua Chúa Giêsu Kitô. Xin cho chúng ta biết luôn luôn đọc được dấu chỉ của thời đại để như ba vị đạo sĩ, ta còn gọi là ba vua, đọc dấu chỉ ngôi sao để tìm biến Thiên Chúa. Tâm tình đó dẫn chúng ta vào trong đầu năm mới này, cho tất cả mọi nẻo đường của cuộc sống chúng ta đọc được các dấu chỉ cách này hay cách khác, vì Chúa đang dẫn chúng ta đi. Dâng thánh lễ, tôi cầu nguyện cho anh chị em và xin Chúa luôn luôn dẫn dắt chúng ta trên mọi nẻo đường đi bằng những dấu chỉ mà chúng ta gặp gỡ. Chúng ta cũng hợp ý với anh chị em chúng ta hôm nay, tạ ơn Chúa kỷ niệm 30 năm môn phối mà hai ông bà đang ngồi ở cái bàn thứ nhất đây. Cũng tạ ơn Chúa vì muôn ơn lành Chúa ban cho năm qua và trong xin Chúa ban ơn lành cho năm mới. Xin ơn như ý, ơn đền tội, ơn chết lành. Tạ ơn Chúa Đức Mẹ Thánh Giuse, xin ơn bền đỗ. Xin cho bình an năm mới được mọi sự tốt đẹp đi xa bình an cho con cháu ngoan ngoãn. Dỗ linh hồn Phêrô Maria 100 ngày Teresa 4 năm. Và cầu cho các linh hồn Maria Phêrô Anna Đa Minh Teresa Giuse Maria Anton Enera Teresa và cầu cho tổ tiên nội ngoại và các linh hồn nữa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Thiên Chúa làm người, Chúa đến cứu độ toàn thể nhân loại chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa Kitô là đấng cứu thế của toàn thể nhân loại, qua ngôi sao Chúa dẫn đường cho các vị đạo sĩ đến gặp gỡ Chúa. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúng con bắt đầu năm mới, xin cho chúng con đọc thấy dấu chỉ mà Chúa dẫn dắt chúng con trên mọi nẻo đường để chúng con được Chúa yêu thương nâng đỡ. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót ta tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa và vua trên trời là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đứng Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhầm lời chúng con cầu thân. Chúa ngự bên hữu đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là đấng thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là đấng tối cao, cùng đấng Chúa Thánh Thần.
trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, hôm nay Chúa đã khiến ngôi sao chỉ đường mà mà khải cho muôn dân nhận biết con một Chúa. Phần chúng con đã nhận biết Chúa nhờ đức tin dẫn lối đưa đường. Xin rủ lòng thương đưa chúng con về chiêm ngưỡng thánh nhan vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiền trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Triết giác tiên tri Isaiah: Hãy đứng lên, hãy tỏa sáng ra, hỡi Jerusalem, vì sự sáng của ngươi đã tới, vì vinh quang của Chúa đã bừng dậy trên mình ngươi. Kìa, tối tăm đang bao bọc địa cầu và u minh phủ kín các dân, nhưng trên mình ngươi Chúa đang đứng dậy. Vì vinh quang của Ngài xuất hiện trên mình ngươi, chư dân sẽ lần bước tìm về sự sáng của ngươi, và các vua hướng về ánh bình minh của ngươi. Hãy ngước mắt lên chung quanh và hãy nhìn coi tất cả những người đó đang tập họp, đang tìm đến với ngươi. Các con trai của ngươi từ đằng xa đi tới, các con gái của ngươi đứng dậy từ khắp bên hông. Bấy giờ ngươi sẽ nhìn coi và ngươi trở nên rực rỡ, tim ngươi sẽ rạo rực và sẽ phồng lên, bởi vì những kho tàng bể khơi tuôn đến với ngươi, nguồn phú túc của chư dân sẽ tới tay ngươi, những con lạc đà tràn ngập vây phủ lấy ngươi, những lạc đà một bướu từ xứ Marian và Epha, tất cả những người từ Sapa đi tới, đem theo vàng và nhũ hương, và họ sẽ tuyên rao lời ca ngợi Chúa. Đó là lời Chúa. Lời Chúa muôn dân khắp địa cầu cùng thờ kính Ngài. Tâu Thượng Đế xin ban quyền binh cho tân vương, trao công lý trong tay hoàng tử, để tân vương theo công lý xét xử dân Ngài, ban quyền lợi kẻ khó nghèo luôn. Vương triều sẽ luôn luôn ở thăm hoa công minh, thiên thu mãi an ninh thịnh trị. Người quan cái qua sông cái đến tận địa cầu, qua biển này và tới biển kia. Nghèo khó khấn vai Ngài sẽ luôn thương nghe, ra tay cứu con dân cùng khổ. Cha anh lòng thương anh nguy khốn bé nhỏ đơn hèn, dân bần cùng người tế độ cho. Trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô.
Anh em thân mến, chắc hẳn anh em đã nghe biết rằng Thiên Chúa đã ban cho tôi việc phân phát ân sủng cho anh em là theo ơn mặc khải cho tôi biết. Tôi đã được thấu hiểu mầu nhiệm mà con cái loài người, các thế hệ khác không được biết. Nhưng nay đã mặc khải cho các thánh tông đồ của người và cho các vị tiên tri, nhờ thánh thần và nhờ tin mừng, các dân ngoài được nên đồng thừa tự, đồng một thân thể và đồng thông phần với lời hứa của người trong Chúa Giêsu Kitô. Đó là lời Chúa. Chị em tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu. Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bethlehem thuộc xứ Giu-đa, trong đời vua Hê-rô-đê có mấy nhà đạo sĩ từ đông phương tìm đến Giê-ru-sa-lem. Các ông hỏi: Vua người Do Thái mới sinh hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của người ở đông phương và chúng tôi đến để triều bái người. Nghe nói thế, vua Hê-rô-đê bối rối và tất cả Giê-ru-sa-lem cùng với nhà vua. Vua liền triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân và hỏi họ cho biết nơi Đức Kitô sinh ra. Họ tâu nhà vua: Tại Bethlehem thuộc xứ Giu-đa, vì đó là lời do đấng tiên tri đã chép. Cả ngươi nữa hỡi Bethlehem đất Giu-đa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giu-đa? Vì từ nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, người đó sẽ chăn dắt Israel dân của ta. Bấy giờ Hê-rô-đê ngầm triệu mấy nhà đạo sĩ tới cặn kẽ hỏi han về thời giờ ngôi sao đã hiện. Rồi vua phái họ đi Bethlehem và dặn rằng: Các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về hài nhi, và khi đã gặp các khanh hãy báo lại cho trẫm để cả trẫm cũng đến triều bái người. Nghe nhà vua nói, họ lên đường. Và kìa, ngôi sao họ xem thấy ở đông phương lại đi trước họ mãi tới nơi đậu nơi chỗ hài nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng, và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy hài nhi và Maria mẹ người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy người. Rồi mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến người lễ vật gồm vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi đã nhận được lời mộc báo đừng trở lại với Hê-rô-đê, họ đã qua đường khác trở về xứ sở của mình. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Anh chị em thân mến, chúng ta vẫn còn đang ở trong mùa Giáng sinh mừng con Thiên Chúa làm người. Và hôm nay chúng ta mừng lễ Hiển Linh. Hiển Linh là gì? Đây là thuật ngữ Công giáo. Hiển là tỏ ra, Linh là thần linh, là thần linh tỏ ra. Tại sao mà thần linh tỏ ra? Bởi vì thần linh không ai trông thấy bao giờ, nhưng bây giờ thần linh tìm cách tỏ ra, làm cho chúng ta thấy Ngài thì gọi là Hiển Linh. Thế thì hôm nay anh chị em, tôi thưa với anh chị em một cái chuyện là thế này, là lễ Giáng sinh, anh chị em hay nói Giáng sinh chúng ta mừng hài nhi Giê-xu, nhưng mà thực ra giáo hội không có mừng như vậy. Lễ Giáng sinh tên đầu tiên á, là khi giáo hội lập cái lễ Giáng sinh, tên gọi là lễ Emmanuel. Emmanuel nghĩa là gì? Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Nghĩa là
Lễ Giáng sinh nhấn mạnh vào cái gì? Giáng là xuống, sinh là sinh ra, là thần linh sinh ra. Vậy thì lễ Giáng sinh nhấn mạnh vào cái yếu tố gì? Thần linh sinh ra làm người để cho chúng ta trông thấy Ngài. Và khi trông thấy Ngài như vậy, nghĩa là Thiên Chúa ở giữa chúng ta, đó là Emmanuel. Chúng ta không thể nào làm sao cho chúng ta trông thấy Thiên Chúa được nếu Thiên Chúa không sinh ra làm người. Như vậy lễ Giáng sinh là lễ mừng Thiên Chúa làm người để cho chúng ta trông thấy Thiên Chúa. Và đây chính là cái cốt lõi của lễ Giáng sinh. Thế thì cái hiển linh và cái Thiên Chúa Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta đồng nghĩa. Anh chị em biết bên chính thống hôm nay họ mới mừng lễ Giáng sinh này. Họ mừng lễ hiển linh là Giáng sinh. Đồng nghĩa nghĩa là làm sao? Nếu mà lễ Giáng sinh là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, mừng Thiên Chúa ở cùng chúng ta, còn cái chuyện Ngài sinh ra đó thì chắc chắn Ngài sẽ sinh ra, Ngài sinh ngày nào cũng được hết á, nhưng mà Ngài sinh ra thì Ngài mới ở cùng chúng ta, Ngài không sinh ra thì không ở cùng chúng ta được. Vậy giáo hội nhấn mạnh vào sự ở cùng, còn chuyện cái ngày sinh ra không quan trọng. Ta nói ví dụ cho dễ hiểu đây. Bây giờ ta nói ông vua Quang Trung, ông ấy ở, ông là anh hùng dân tộc, ông là vua của chúng ta. Xin lỗi, cái ngày của ông á, ngày nào cũng được, miễn là em có vua Quang Trung được là được à. Chính cái con người đó mới là cái quan trọng. Còn cái ngày ông sinh ra thì ông phải sinh ra thì mới có ông vua Quang Trung chứ. Do đó cái ông vua Quang Trung với con người của ông ở giữa chúng ta thì người ta mừng. Thiên Chúa ở giữa chúng ta là chúng ta mừng, mừng Thiên Chúa ở giữa chúng ta. Thế thì ngày Giáng sinh á, là mừng Thiên Chúa ở giữa chúng ta. Là chúng ta lần không thể nào thấy Thiên Chúa, Thiên Chúa tìm cách làm người để cho chúng ta thấy Ngài. Còn hiển linh là thế nào? Hiển linh là thiên thần linh hiển hiện ra để cho mọi người trông thấy. Thì trong cái nhìn của người Do Thái đó, Thiên Chúa ở giữa chúng ta đó là cách nói dành riêng cho dân tộc Chúa chọn là dân Do Thái. Anh chị em biết người Do Thái đó, họ nghĩ là đấng cứu thế chỉ dành cho chúng tôi thôi. Họ đặt tên cho là đấng Mêsia. Vì thế Thiên Chúa ở cùng chúng tôi, Thiên Chúa ở với chúng tôi thôi à, không ở với người khác. Anh chị em biết không, tôi được cái vinh dự học với nhiều ngoại quốc và tôi sang Israel một tháng trời để học ở đó. Anh chị em biết cho đến bây giờ năm 2018, trong cái đầu của người Do Thái, hiện nay Netanyahu là thủ tướng của người Do Thái hiện nay. Ông ta nói thay lời cho người Do Thái, người ta vẫn nói thế này. Cho đến nay 2000 năm rồi đó, họ nói không có dân tộc nào được Chúa chúc phúc, chỉ có dân Do Thái à. Lạ đời vậy đấy. Chỉ có dân Do Thái là dân của Chúa chọn, nên chỉ có Thiên Chúa ở cùng chúng tôi, chấp tất cả đám Hồi giáo luôn, đố chúng bay chạm đến ta. Bởi vì Thiên Chúa ở cùng chúng tôi, do đó Thiên Chúa sẽ bảo vệ chúng tôi. Không có ai có thể chạm được đất nước Do Thái, người Do Thái. Não trạng của họ như vậy đó. Anh chị em biết chính vì cái não trạng của người Do Thái như vậy mà Hitler khi chiến tranh thế giới lần thứ hai, Hitler nói đây là một cái dân tộc kiêu ngạo, do đó dân tộc Đức phải là dân tộc thượng đẳng, phải triệt hạ, giết hết người Do Thái. 6 triệu người Do Thái trở thành nạn nhân của Hitler vì cái óc của họ chỉ có dân Do Thái mới là dân của Thiên Chúa. Ghê gớm vậy đó anh chị em. Vậy hiển linh là gì? Không, Thiên Chúa không ở cùng chỉ với dân tộc Do Thái, mà Thiên Chúa ở cùng toàn thể nhân loại. Và qua các vị đạo sĩ hôm nay họ tìm đến, họ nói thế này, họ là người ngoại, họ đến họ nói với Herod, chúng tôi đã thấy ngôi sao của người và chúng tôi đến để chiều bái người. Trời ơi, ông này nếu mà ông vua Do Thái là của người Do Thái chứ, còn ba cái ông đạo sĩ này ở phương Đông ăn thua gì với cái ông vua Do Thái này. Thế mà họ nói chúng tôi đến để chiều bái người. Họ nhìn nhận ở nơi ông Giê-xu này không chỉ là vua của người Do Thái mà là vua của chúng tôi. Vua này, vua hòa bình, vua của ơn cứu độ, vua của tình yêu. Anh chị em biết chúng ta có lễ Chúa Kitô là vua đó. Kết thúc năm phục vụ, anh chị em biết vua là gì? Không phải là vua cầm quyền. Vì Chúa nói ngay trước mặt Phi-la-tô, Chúa nói nếu tôi là vua ở trần gian này, lính của tôi đã chiến đấu không để cho tôi bị nộp cho người Do Thái, nhưng tôi là vua và nước tôi không thuộc về thế gian này. Ai nghe tiếng tôi thì thuộc về tôi. Ba vị đạo sĩ đến hôm nay tìm ông vua gì?
ông vua của tình yêu. Và ai thuộc về tình yêu thì nghe tiếng Chúa. Lễ hiển linh hôm nay, chúng ta cùng nhau đi tìm Thiên Chúa tình yêu của chúng ta. Và nếu chúng ta sống trong tình yêu, chúng ta sống trong vương quốc của Thiên Chúa. Và cái đó là cái cốt lõi. Xin lỗi anh chị em, cái cốt lõi bản chất của người thuộc về cái chức năng đó mới thuộc về nước đó. Còn nếu anh không sống cái chức năng đó, anh chỉ là cái vỏ. Nhiều người đó, nhiều người lắm, tự nhận em nhá cũng là công giáo nhá, xin lỗi công giáo, còn sống độc ác tham lam hơn người không giáo, đội lốt tôn giáo. Nhưng rất nhiều người họ không biết Chúa, và họ cũng chưa biết Chúa nữa, họ sống rất yêu thương. Và giáo hội nói thế này, tất cả những con người đó đứng ở phương diện nào, họ thuộc về nước của Thiên Chúa. Hiển linh hôm nay cho chúng ta thấy Thiên Chúa không bị giới hạn trong một biên giới thuộc về một chủng tộc hay một quốc gia hay thuộc một nhóm người nào. Thiên Chúa là Chúa của tất cả chúng ta. Và chúng ta đi tìm người. Và hôm nay các ba vị đạo sĩ tìm Chúa bằng cái gì? Tìm Chúa bằng ánh sao. Ánh sao đó là một cách tìm. Chúng ta có những ánh sao của cuộc đời, mà đầu lễ tôi có nói anh chị em, đó là cái dấu chỉ. Ánh sao chỉ là dấu chỉ thôi. Tìm cái dấu chỉ, nó muốn tìm trong muôn dấu chỉ để đến gặp Chúa. Chúng ta sống trong đời thường của chúng ta, vô vàn vô số biến cố là cái dấu chỉ. Và chúng ta đọc trong cái dấu chỉ đó tình yêu của Thiên Chúa, thì chúng ta cứ bước theo dấu chỉ đó, chúng ta sẽ gặp gỡ người. Còn chúng ta không thấy dấu chỉ, tất cả mọi cái nó trôi đi, chúng ta mất cơ hội đọc dấu chỉ, chúng ta sẽ cứ đi tìm mãi, mò mẫm mãi mà không bao giờ đến đích. Xin Chúa cho chúng ta đọc dấu chỉ thời đại của chúng ta, và trong dấu chỉ đó đang dẫn chúng ta đến dần đến Chúa, Thiên Chúa tình yêu. Và như vậy lễ hiển linh cho chúng ta khám phá dung mạo của Thiên Chúa chúng ta, và chính chúng ta cũng sẽ trở thành đi tìm dấu chỉ gặp gỡ Chúa, và chúng ta cũng là dấu chỉ dẫn người khác đến gặp gỡ Chúa nữa. Xin Chúa ở với chúng ta luôn. Giờ đây chúng ta cùng nhau đứng lên tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nan đời quan phong Siêu Phi-la-tô, chịu đóng đinh trên cây thánh giá. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, cả thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen. Anh chị em thân mến, tình yêu cứu độ của Thiên Chúa dẫn đưa mọi người đến gặp gỡ Chúa Giêsu. Hôm nay ba vị đạo sĩ lên đường qua ánh ngôi sao để gặp gỡ Chúa. Xin cho mỗi chúng ta gặp Chúa trong cuộc đời qua các biến cố, để cùng với các vị đạo sĩ chúng ta tung hô. Chúa đã dẫn đưa các đạo sĩ đến thờ lạy Chúa. Chúng ta nài xin Chúa tỏ lòng nhân hậu và dẫn đưa anh chị em chưa nhận biết Chúa được thấy ánh sáng cứu độ của Chúa Giêsu. Lạy Chúa, Chúa là đấng cứu độ của toàn thế giới. Chúa là vua tình yêu đến trần gian phục vụ con người. Chúng ta cầu xin cho các nhà lãnh đạo trên thế giới biết kiếm tìm chân thiện mỹ để phục vụ mọi người trong tinh thần vô vi lời. Lạy Chúa, Chúa là đấng cứu độ cho toàn thể nhân loại. Chúa là vua công bình, xóa bỏ bất công xã hội. Chúng ta cầu xin cho mọi người biết xây dựng một thế giới công bằng
biết dân thân vì công ích và biết bảo vệ người cô thê cô thân. Lạy Chúa, Chúa là đấng cứu độ cho toàn thể nhân loại. Lạy đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở giữa chúng con, Chúa tỏ mình ra cho các vị đạo sĩ và muôn dân đến thờ lạy Chúa. Xin cho chúng con cũng biết lên đường tìm kiếm Chúa qua các dấu chỉ thời đại. Nhờ đó chúng con được gặp gỡ Chúa là tình yêu, và chúng con cũng trở thành dấu chỉ dẫn người khác đến gặp gỡ Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Thương miền đông, ta vua quyết tìm lẽ sống. Về lên sông Chúa hai đồng và thương cùng với mông xưa. Chị em hãy cầu nguyện để lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận đi lễ bởi tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin đoái nhìn lễ vật hội thánh Chúa tiến dâng. Đây không phải là vàng nhũ hương và mộc dược, nhưng là bánh rượu tượng trưng cho Đức Giêsu Kitô đấng đã tự hiến tế và trở thành lương thực nuôi dưỡng chúng con, người hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Chúa cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì hôm nay Chúa đã mặc khải chính mầu nhiệm cứu độ chúng con trong Đức Kitô để soi sáng muôn dân. Vì khi người xuất hiện trong bản tính phải chết của chúng con, Chúa đã dùng vinh quang mới bất diệt của người mà phục hồi chúng con. Vì thế, cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng... Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên cả tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên cả tầng. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa như của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống,
vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu trên và tuyên xưng Chúa sống lại. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong Đức Mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Cha Giuse Giám Quản, Đức Cha Louis và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa mà chúng con tưởng nhớ trong Thánh lễ hôm nay. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin toái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chúa, ơn thiên Chúa, đấng xóa tội.
đây trên Thiên Chúa, đây đứng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Trong đêm khuya tinh tú trên cao chập chờn, Chúa con sinh ra, thiên thần loan tin khắp chúng, đến thương Bethlehem chiêm ngắm ngôi ai vào đời. Đó chính là Ngài từ lâu toàn dân trông mong. Chúa yêu thương con vì núi non chưa hiện hình, Chúa yêu thương con trong trời trắng xanh.
thương con, nơi Chúa Giêsu hài đồng. Sống luôn trong con, cho đời con với cái đơn. Dẫu khi cô đơn, hay lúc gian gian đọa đầy, Chúa vẫn bên lòng, hồn con được luôn an vui. Chúa đã cho chúng con tham dự vào bí tích thánh thể, xin thương ban ánh sáng bởi trời hướng dẫn chúng con mọi nơi mọi lúc, để từ đây chúng con biết chiêm ngưỡng và đón nhận bí tích này với niềm tin sâu sắc và lòng mến thiết tha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Kính mời anh chị em an tọa, có một vài thông tin sinh hoạt giáo xứ chúng ta. Thưa anh chị em, tuần vừa qua chúng ta đã tổng kết cái số đóng góp của chúng ta theo lời mời gọi của Tòa Tổng Giám Mục để mở các giáo điểm. Chúng ta đã đóng góp cho Tòa Giám Mục được 215.200.000 đồng và 200 đô la Mỹ. Đồng thời trong tuần vừa qua tôi cũng nhận được vài cái phong thư nữa, số bao nhiêu nữa tôi sẽ gửi tiếp về Tòa Giám Mục. Thay lời cho Tòa Giám Mục xin chân thành cảm ơn anh chị em. Cái số hơn 200 triệu cũng là một số tiền khá, và đó là một đóng góp rất là nỗ lực của giáo xứ của chúng ta. Chúng ta sẽ tổ chức hội xuân để tặng quà cho người nghèo vào tối thứ Bảy tới đây, 19 tháng Giêng, tức là còn đúng 2 tuần lễ nữa. Hôm nay thứ Bảy và 2 tuần lễ nữa chúng ta sẽ phát quà cho người nghèo. Và như thế giáo xứ của chúng ta sẽ là một trong những giáo xứ chúng ta gửi quà cho người nghèo trước 2 tuần để họ có cái niềm vui quà. Trong tuần vừa qua thì giáo xứ mới chỉ nhận được có 8 đơn vị, gồm có một giáo khu, hội đoàn, ca đoàn, giáo lý viên và một số gia đình đăng ký, tổng cộng mới có 8 đơn vị à. Thành thử ra mà chỉ còn 2 tuần lễ nữa, bây giờ không biết kiếm quà đâu ra phát cho bằng đấy người, mà số năm ngoái những người mà nhận quà là cũng gần 600 người, không phân biệt lương giáo, các giáo khu, rồi các chính, rồi chính quyền và các nơi anh chị em nữa. Thành thử ra chỉ còn ít ngày nữa thôi mà thứ năm tới đây là chúng ta sẽ họp rồi. Do đó hôm nay tôi xin kêu gọi một lần nữa, xin các giáo khu, các hội đoàn, ban mục vụ, ca đoàn chúng ta chưa đăng ký và kể cả các gia đình chúng ta có lòng chung, đặc biệt là thương những người nghèo, xin anh chị em cố gắng từ hôm nay cho đến sáng thứ Tư anh chị em đăng ký ở nơi văn phòng hội đồng mục vụ, đặc biệt cụ thể là ông nơi chủ tịch hội đồng mục vụ, để chúng tôi biết là có bao nhiêu người tặng quà cho người nghèo. Và khi anh chị em đăng ký, xin vui lòng cho chúng tôi biết 3 chi tiết sau đây. Thứ nhất là tặng bao nhiêu phần quà. Anh chị em có 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu cũng được, cũng có thể ra một quầy hàng. Anh chị em tặng rồi anh chị em cho bao nhiêu phần quà. Thí dụ vậy, thí dụ một phần quà 40 ngàn, 50 ngàn, 30 ngàn vậy. Rồi bao nhiêu phần quà và tặng cho cái gì. Anh chị em cho 3 chi tiết. Số quà tặng, giá trị một phần quà bao nhiêu, để chúng tôi cân đối gửi cho người ta, những người nghèo đều đều nhau. Chứ không thì có những phần quà anh chị em không nói cho 100 ngàn, phần quà kia cho 20 ngàn. Chúng tôi đâu có biết, cứ làm cái phiếu. Cái anh mà nhận 100 ngàn thì lại được nhiều quá, còn cái anh 20 ngàn thì lại ít quá. Thành thử ra chúng tôi cần cái đó. Anh chị em có toàn quyền, muốn cho một phần quà bao nhiêu cũng được, người nghèo nhận hết. Nhưng mà cần cho biết, thứ nhất số quà tặng bao nhiêu phần, mấy chục phần, 100 phần, một giá trị một phần quà bao nhiêu tiền.
và trong cái phần quà nó cho cái gì, để khi mà nếu trùng nhau thì tôi sẽ liên lạc với các anh chị em đó, là bây giờ trùng nhiều quá thì bây giờ dồn gạo nhiều quá, không có mì gói, không có bột nêm hay là cái gì đó, chúng ta sắp xếp với nhau một tí. Và anh chị em đăng ký từ hôm nay cho đến sáng thứ tư, tối thứ năm tới đây là ngày mùng 10 tháng Giêng. Tôi mời tất cả các giáo khu, hội đoàn, ban mục vụ, ca đoàn và kể cả các gia đình cá nhân nữa họp với tôi 7 giờ rưỡi tại cái hội trường của nhà mục vụ kia, vì cũng đông người, để chúng ta cùng nhau thống nhất về cách tổ chức của cái hội xuân sắp tới. Thì tôi tha thiết kêu gọi anh chị em. Và nhân tiện đây cũng xin các giáo khu gửi danh sách người nghèo, người cao niên, người bệnh tật, neo đơn cho giáo xứ trễ nhất là thứ năm tới đây, tức là thứ năm khi họp hội đồng, họp ban tổ chức về hội xuân, thì xin các giáo khu gửi danh sách liền để chúng tôi biết trong vòng khoảng chừng 9 ngày để biết bao nhiêu người, số quà bao nhiêu, để còn sắp xếp, bởi vì cái khâu phân phối quà rất là vất vả, vì cái số người cho quà không giống nhau, số lượng quà không giống nhau, giá trị phần quà không giống nhau. Bây giờ phải ngồi lại xem bao nhiêu người nhận quà, sẽ phải cân đối người nào nhận bao nhiêu tiền, rất là vất vả. Cái khâu này là khâu vất vả nhất. Nếu không gửi danh sách sau ngày mùng 10, chúng tôi không nhận danh sách nữa. Bởi vì khi đó chúng tôi rất là vất vả, chọc chọc thêm vào nữa, thì là ban tổ chức rất là khó sắp xếp quà. Tôi xin nói lại là các giáo khu trễ nhất là thứ năm tới đây là gửi danh sách những người nhận quà, người nghèo, người cao niên, người bệnh tật về hội đồng mục vụ để chúng tôi tính số người. Nếu sau ngày mùng 10 chúng tôi không nhận danh sách nữa thì xin các khu vui lòng thông cảm vậy. Và xin cố gắng anh chị em có lòng thì ngày thứ tư anh chị em đăng ký cho, và tối thứ năm khi họp thì chúng ta đem danh sách đến, hoặc là khi chúng ta đến thì tất cả những người nào có lòng chúng ta cùng nhau đến tham gia vào cái việc tặng quà cho người nghèo này. Xin hết lòng cảm ơn anh chị em. Giờ đây chúng ta nhận phép lành cuối lễ. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Amen.